Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ba, hai, một, vô. Gì vậy? Trời cay ghê. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đây bạn ơi. Và kế bên mình xin giới thiệu với bạn đó chính là Sammy, Kyron và Mel Simmy. Cái người đằng sau lưng thì các bạn đừng quan tâm nha các bạn nha. Ok, thì ngày hôm nay nè các bạn ơi, mình đã mời tất cả các thành viên của Hero Team, thiếu Mimi với lại là Siro và Mr. Dịch nha. Hả gì? Người ta vũ rồi kìa, người ta đi rồi kìa. Oh my god. Trời ơi, Mui ơi, Mui. Thôi mà, xin lỗi mà, giỡn. Rồi, quay qua đây. Xin giới thiệu với mọi người, đây chính là Ca Mui, xinh đẹp nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft được chưa? Trời ơi. Ok bạn ơi, thì ngày hôm nay nè mình đã mời gọi là một số thành viên của Hero Team vào trong đây để quay chung với mình một cái video mini game mọi người ạ. Và hôm nay chúng ta sẽ chơi mini game gì đây? Mấy bạn có biết không? Trời ơi, mình không nói sao bạn biết được đúng không? Không, các bạn không đi đời chắc bạn cũng biết rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi chơi gì ta, sẽ tôi tiện tôi quên ngay. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ chơi đuổi bắt nha mọi người nha. Đây là một cái trò chơi tuổi thơ đó. Nhưng mà khoan từ, mọi người xếp hàng ở đây. Trò chơi đuổi bắt hôm nay không phải là một trò chơi đuổi bắt bình thường đâu, mà đuổi bắt hôm nay sẽ là đuổi bắt 1, 2, 3 biến hình bùm chiêu. Đó, mấy bạn thấy gì chưa? Đố mấy bạn. Ôi trời ơi, sao tự nhiên tôi không thấy cái đầu tôi đâu hết ta? Chắc tôi cho tôi cao quá bạn ơi. Đó, mấy bạn thấy gì chưa? Đố mấy bạn, đây chính là nhân vật gì nè? Có bạn nào đoán ra được đây là nhân vật gì không? Nhớ comment xuống dưới cho Phong biết nhau. Bạn nào mà đoán đúng đây là nhân vật nào thì Phong sẽ thả tim cho bạn đó nha. Các bạn nào biết không? Đố Sim với Sam, đây là nhân vật gì? Trời ơi, nhìn là biết liền, tôi còn làm nhà an toàn chống cái ông này luôn bạn. Okay, nào quá. Cái gì mà Doraemon đâm đầu hay sao vậy? Sao biết thật sự vậy? Trời ơi, đi đang nói chuyện mà đứng nghe ngày luôn mà. Đây là nhân vật gì? Thánh thần thật sự. Tôi trả lời đúng không? Sao nói đi. Đây là ông thầy gọi là Body. Đúng rồi các bạn ơi, đây chính là thầy Body nha. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trốn tìm. Quên, đuổi bắt nha mọi người. Và thầy giáo Body sẽ gọi là đuổi theo chúng ta và bắt chúng ta lại nha. Đó, đây là một cái tựa game. Đây là một cái tựa game đang rất là hot ở trên mạng luôn. Và mình thấy cái tựa game này khá là hay, cho nên hôm nay mình đã cho nó vào trong Minecraft. Ở trong game của cái game thầy Body này á, thì thầy cũng đuổi theo chúng ta. Và trong Minecraft thì thầy cũng sẽ đuổi theo chúng ta nha các bạn nha. Đấy, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi trò đuổi bắt như thế nào thì bây giờ mình sẽ giải thích luật chơi cho các bạn nha. Thì ở đây nè bạn, mình có để một cái máy rút thăm. Và trong cái máy này á là có màu của Kyron nè, màu của Simmy, màu của Phong, màu của Camui và màu của Sammy. Thì bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm để coi ai sẽ là người gọi là đi đuổi bắt nha mọi người nha. Thì những người mà gọi là không bị trúng á thì sẽ phải chạy, còn cái người mà bị gọi là trúng là cái người phải đuổi á thì sẽ phải biến thành ông thầy Body để đuổi theo chúng ta, để bắt chúng ta lại, bạn hiểu không? Nhưng mà tất nhiên rồi, một người dí năm người thì làm sao mà đuổi kịp, đúng không bạn? Cho nên ở đây mình đã chuẩn bị cái này nè. Đây, các bạn biết cái này là gì không? Đây, cái cây kiếm này để mình test thử cho các bạn xem nha. Ôi, búp. Chết queo luôn. Thấy không? Búp nè, chết queo luôn. Mui đứng lại, mui đứng lại. Đó, các bạn thấy không? Cái kiếm này cực kỳ mạnh luôn nha. Và những cái người mà chạy á, là phải chạy thật là nhanh, không thôi là sẽ bị gọi là cái người này dùng kia, cái người mà đi bắt á mọi người, chém một cái là coi như là thua, là sẽ bị biến thành thầy Body và sau đó phải đuổi theo những người khác để bắt những người khác nữa các bạn ạ. Đấy, nói chung cái trò đó chính là như thế. Và bây giờ thôi không giải thích nhiều nữa, bây giờ mình sẽ vô mình chơi thử để cho các bạn sẽ hiểu cái trò này như thế nào nha. Ok, và chúng ta cùng nhau bắt đầu trò chơi nào. Let's go. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau rút thăm nha mọi người nha. Ok, rồi bây giờ để Phong cho Phong là người quay video, cho nên Phong sẽ xưng Phong là người bốc thăm nha. Để coi ai sẽ là người bị chọn là sẽ đi bắt đây. Ok, 1, 2, 3. Trời ơi. Xin chúc mừng Camui. Camui đã là người phải đi bắt. Rồi ok, bây giờ Camui biến thành ông thầy đi. Nhanh lên. Ok, ông thầy đúng không? Bây giờ đây, ông thầy ơi. Ủa mà sao ông thầy lùng quá vậy? Gì kỳ vậy? Thì tôi ngưỡng chiều cao, ai biết gì không? Ok, đúng rồi. Thì
Thì ở đây nè, mình đang có gọi là cái nút lấy kiếm nè và nút bắt đầu nè. Bây giờ mọi người bấm vô cái nút chạy nhanh đi, thì cái người chạy sẽ được gọi là cái đặc quyền là chạy nhanh nha. Ok, bấm vô. Rồi, ok. Đấy, thì chúng ta sẽ được chạy nhanh nè. Nhanh hơn một tí thôi. Đó, ok. Còn ca mui sẽ là người đi bắt nha, một tí nữa ca mui đếm đến 3 xong ca mui bấm chữ bắt đầu nha mui. Ok. Rồi, ok, rồi. Bây giờ để coi ai sẽ là người sống sót cuối cùng nha các bạn nha. Người nào sống sót cuối cùng thì người đó sẽ giành chiến thắng nha các bạn. Rồi, mọi người đã sẵn sàng chưa? Mọi người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng rồi đúng không? Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu trò chơi nha. Rồi, thì bây giờ ca mui sẽ được quyền đếm từ 1 đến 3 và bắt đầu đuổi nha mui. Chuẩn bị đếm nè. Ok, chuẩn bị đếm nè. 1, 2, 3. Chạy thôi. À quên, tôi quên nói với mọi người nha, là ở chỗ này nó có cái vòng bo nè. Cái vòng bo này nó sẽ thu lại từ á. Mà ai mà bị gọi là thu nhanh dễ sợ luôn. Ai bị trúng vòng bo là sẽ bị mất máu và thua luôn nha. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Mà sao ông chạy nhanh vậy ta? Trời ơi, tôi mới thấy hình như là ông thầy ông đuổi cây đo hay sao mọi người ơi. Ơi, nhìn kìa. Bên này nè. Trời ơi, đuổi hộ các bạn ơi, bạn đuổi hộ mình luôn bạn ơi. Tội nghiệp ca mui quá bạn ơi, ca mui gọi là lùng vậy à, làm sao ca mui có thể đuổi chúng ta nhanh được. Ê, tội nghiệp ca mui quá. Trời ơi, chỗ này xịn nè. Trời ơi, chỗ này xịn nè. Ê, mọi người, bây giờ chúng ta cà khịa đi, tại chúng ta chạy nhanh hơn mà. Ê, tính ra tôi thắng mà tự nhiên quýnh tôi là sao vậy? Gì kỳ vậy? Kệ tôi thắng được không? Khó chèo, okay. Rồi, Phong đã được 1 điểm nha các bạn nha. Và mấy bạn đã hiểu được luật chơi chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với màn tiếp theo nha. Rồi, ok. Hồi nãy là Camui đã là người đi đuổi nè. Cho nên bây giờ cái lá thăm của Camui sẽ được bỏ ra. Rồi, ok. Bây giờ để xem người tiếp theo là ai nha. Mọi người tránh ra nè. Không có. Ai sẽ trúng sổ số? Xin chúc mừng mèo Simi. Trời ơi bạn ơi, Simi chính thức gọi là từ Simi Yandere trở thành thầy body nha bạn nha. Ok. Rồi, bây giờ mọi người bấm vô cái nút chạy nhanh đi. Mọi người sẽ được quyền chạy nhanh nè. Không chạy nhanh ta, gì kỳ nha. Simi à, không được chạy nhanh đâu nha Sim. Rồi, ok, bây giờ là Sim hãy đếm từ 1 đến 3 sau đó là bấm nút bắt đầu nha. Ok. 1 3 bắt đầu. Ủa gì kỳ? Đó, Sim dễ lắm. Trời ơi. Yên tâm đi, Simi không bắt được ai đâu, mọi người. Ủa, yên tâm đi. Bắt đầu chưa? Bắt đầu rồi á. Ok. Bây giờ tôi sẽ kiếm chỗ nào tôi núp mọi người ơi. Đó, mình sẽ núp ở ngoài vòng. Ờ, Simi giết cay hả Sim? Thú này rồi. Rồi, bắt lên. Cay ơi, cay ơi, bây giờ hai đứa mình đi cà khịa Simi đi cay. Sim ơi, tôi sau lưng mình nè. Mình đang múa nè. Sau lưng nè, Sim ơi. Đâu rồi, Sim đâu rồi? Em đang ở giữa mít nè, giữa. Hỗ trợ em nè, chị hỗ trợ em nè. Không có hỗ trợ gì hết á. Chúng ta tạm dừng trong ngay phút chót này đi Sim ơi. Trong vòng 1 giây phút này đi. Có lẽ trước khi mình gọi là đánh hội nam, mình phải thu hội cho em đã. À, bây giờ là phải chơi công bằng như vậy không? Em Sam ơi, chị có thể giúp em được không? Chị em chạy chậm quá Sim ơi. Không có giúp gì ở đây, không có chuyện gì ở đây. Chị chạy lùi dựng ngay luôn chứ. Chị chạy lùi dựng ngay luôn chứ.
luôn. Rồi xong. Vậy là bây giờ chúng ta sẽ có hai ông thầy body. Trời ơi chết rồi, chết rồi. Nguy hiểm, nguy hiểm. Bước hai người nào vậy? Yêu nhà hợp lý, lý hợp lý hợp lý hay quá Kai ơi, đúng rồi, đánh ca môi xuống, đúng rồi. Hãy tiêu diệt phong cực trước. Ôi còn lâu nha Sam, còn lâu mới bắt được tôi nha Sam. Ok hai ông thầy bắt mình luôn bạn ơi, hai ông thầy bắt mình luôn. Trời ơi đỉnh quá, đỉnh quá. Phong Phong biết mà đồ quá bạn ơi, Phong bắt cua đỉnh quá. Mình đang đứng trên cây, mình đang đứng trên cây. Rồi xong luôn. Trời ơi mình thua rồi. Ủa Cay cay thua luôn hả? Mui mui rồi, mui chơi xấu mình bạn ơi, mui chơi xấu, mui đã, mui gọi là xô mình. Ê hồi nãy tính ra bạn cũng xô ca mui luôn á. Tính ra hồi nãy bạn cũng là người xô ca mui luôn á Cay. Ủa trời ơi. Em biết không? Xô ca mui. Ok. Đây là trả đũa cho Cay. Bây giờ chúng ta đã xong màn 2 rồi nhớ bạn nha, mà người giành chiến thắng đó chính là ca mui. Yeah. Hay quá mui ơi, rồi ok. Được Cay, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với màn tiếp theo nha mọi người. Trời ơi bạn ơi, từ nãy giờ chơi mà hồi hộp muốn chết luôn á. Mình được một điểm hay là ca mui được một điểm hay là tôi không chịu, tôi muốn tôi phải là người cao điểm nhất mấy bạn ơi. Đó ok, bây giờ tôi sẽ cho coi từ từ, từ từ cho tôi gạt đơn. Tôi nghi ngờ ông dùng kỹ thuật hacker gì đó, ông làm gì đó mấy đúng không, để tôi làm gì có. Được rồi ok, Sam gạt nút đi. Rồi giờ tôi gạt nút nhà thế nào. Phong cực tivi cho mà xem. Trời ơi ông sống lỗi này là chắc chắn ở Phong cực tivi. Cay đơn. Rồi ok. Vậy bây giờ Cay đơn sẽ là người sẽ Cay đơn sẽ là người đuổi nha bạn nha. Ok Cay đơn sẽ là nó thầy nè. Rồi. Thầy này sao đầu to mà chỉ ra thân như tôi sẽ không thể nào. Tôi sẽ không bao giờ tha cho mọi người đâu. Ok ok được rồi. Vậy bây giờ Cay đơn hãy đếm đi và bấm nút bắt đầu nha. Cho mọi người 5 giây luôn nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cái này hơi lâu luôn rồi đây. 16, 17, 18, 19, 20. Chú cho mọi người 20 giây để chạy rồi đó. Rồi ok giờ okay, đi à. Ok bây giờ mình sẽ kiếm cái chỗ rồi đó. Xa xa ở ngoài vòng bo nữa bạn. Ở ngoài vòng bo càng xa thì càng tốt mọi người ơi. Ủa? Sao tôi không thấy ai hết trơn vậy? Tôi cười vậy, tôi không thấy ai hết. Cười vậy, cười. Ủa đâu vậy, tao không thấy ai. Mọi người đi trốn hết rồi Cay ơi. Ủa vô tiền không ra hết trơn. Ai mà cho người ta tận 20 giây làm chi. À mà sao, may đã. Dù sao thì tí nữa vòng bo nó cũng thu lại thôi đấy mà. Tôi cảnh báo Cay Ron nha. Ủa, là không thấy Cay vậy. Ủa, là không thấy Phong Phong vậy. Là không có được nhường mèo Simi đâu nha Cay. Phải đánh hết nha Cay. Trời ơi, nói rồi. Trong cuộc chơi tôi chiến lần này không được đem chuyện tình cảm vô đây. Được quá. Được rồi, yên tâm đi Cay, một tí nữa vòng bo thu lại là mọi người cũng xuất hiện à. À tôi Phong Cận rồi, Phong Cận đang chạy ở trên cây. Lên đây bắt mình hộ bạn ơi, lên đây bắt mình hộ bạn ơi. Thì giáo mập quá lại quay được. Phong ơi, vòng bo này không thu nha, vòng bo này không thu nha. Ủa, cái bấm bắt đầu chưa? Chưa. Gì đã biết chưa? Yeah, cấp pro, giờ mình mới ấn là cấp pro. Yeah. Cay ơi, mình ở trên cây nè, đuổi mình hộ. Cay ơi, bắt mình hộ, quyên hộ. Ủa gì á? Nghĩ không hả? Là mình bắt bạn liền nè. Ê, Cay ơi, đưa mình đi nè, Cay ơi, mình đằng sau lưng mày nè, Cay ơi. Ủa rồi. Đây, mình chạy tới liền nè. Cay ơi, đuổi mình hộ, Cay ơi, đuổi mình hộ. Trời ơi, chị chậm quá, Cay ăn cho nhiều vô, mập quá, chị không nổi. Được. Nè, mình đứng lại cà khịa nữa. Đâu rồi. Rồi chỗ để bắt cua. Ê, what's up bro? Bạn đã sai lầm khi bạn đứng lại rồi, mình đã gần bạn lắm rồi. Gần thì sao? Gần thì cũng đâu có đuổi được mình các bạn. Em theo thôi. Ủa chị em đang điên phi đâu ta? Con bò đấy, nó con bò giữ mình lại vậy. Cái gì? Bro ơi. Mấy chị em theo tôi. Sam ơi, đứng lại. Đứng coi phim mà, này đứng coi phim mà. Mọi người bình tĩnh, tôi đang chơi chiến thuật tâm lý thôi. Ủa, cái đó đâu rồi? Sao lắng kìa? Rồi, sao mèo Simi đã thua?
Sai ơi đến hả? Chị tôi. Sai ơi đến hả? Chị tôi. Nè Mui nè. Rồi xong ca Mui cũng thua luôn. Chị tôi không biết bắt cô hả chị? Hả hả? Phong đâu rồi? Phong đâu? Phong đâu? Đây đây đây. Bác Sa Mi kìa, bác Sa Mi. Không bạn ơi, thật ra là nãy mình nhường Sammy á, mình cố tình mình xuất hiện á. Anh đây đi, ai bảo vậy? Ok, là vậy thì coi như là người ta, coi như là trận này Sammy thắng đi. Nhưng mà cái đôi với lại mèo Sammy vẫn chưa có điểm. Ok. Bạn mình chỉ được bạn là vui rồi. Được rồi, chúng ta cùng nhau đến với màn tiếp theo mọi người, let's go. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem tiếp coi người tiếp theo là ai nha các bạn nha. Hey. Giờ chỉ còn hai con người thôi, rồi xong, chốt lên. Trời ơi, là tôi luôn bạn ơi. Ok, thôi không sao, được, được. Bây giờ tới lượt tôi đúng không, lấy kiếm nè. Rồi ok, tôi biến thành ông thầy nè. Rồi ok. Đấy, mình đã biến thành thầy bạn ơi, lần này mình sẽ là người đi đuổi nha. Ok, rồi. Không ai. Gì? Tát cho cái nè. À, ghen quá, dám tát mình luôn bạn ơi. Nè, học sinh ngoan nè, ok, được. Mọi người sao thấy một cái toilet ở giữa trường học vậy? Mọi người chuẩn bị nha, bây giờ tôi bấm bắt đầu nè. 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi ok, bây giờ nha bạn, mình sẽ nhắm những cái người mà đã có điểm. Chẳng hạn như là Sammy nè, với lại Camui nè. Để mình đánh trước. Kỳ vậy? Tại vì tôi không muốn ai cao điểm hơn tôi, hiểu không? Đây, sao bạn, con chim nó có làm gì đâu mà sao bạn đánh chim vậy? Cái gì kỳ vậy? Đánh nó được không? Đúng rồi, đủ ác không? Nè giờ tôi đi, tôi đánh con ong luôn nè, con ong nè, bên này có con gián, hình như tôi nhớ bên này có con gián, tôi qua đánh con gián luôn trong coi. Trời, Phong Cận đang gọi là, vâng thưa các bạn có thể thấy đó là Phong Cận đang chạy về hướng của trường học. Đấy, rất căng thẳng. À, thấy cây ron trên cây gì nhá. Hello, hello, what's up bro, hello. Ui, hello, cao vậy? Mình xuống tiệm cáp C cho bạn dễ bắt tí nha. Cái gì dữ vậy trời. Trời, à, cây ron hóa ra ở nhà các bố à. Ui, Phong vừa lên là cây ron vừa xuống cười dễ sợ chứ. Bậy đừng bị mắc bậy rồi. Bạn ơi, mình lên để cho bạn xuống á bạn. Trời ơi. Ủa sao mình bị đứng nữa, sao mình đứng nha. Rồi xong. Crash game luôn. Đừng nói chuyện. Kairon. Kairon à. Không gì vậy? Cái gì vậy? Kairon nè, Kairon nè. Gì vậy? Cái gì vậy? Cái đó nè. Ông ơi. Này thì gáy này, này thì gáy nè. Em múa bài đường cho Phong ơi. Hôm nay gọi là xong kiếm hợp mít đi cây. Đây có thể đâu nhờ, mình phải suy nghĩ rồi, mua có thể đâu mình ta. Mình trốn tài quá mọi người ơi. Yeah. Tôi nghĩ rằng là hội chị em đang gọi là dùng cái người ta cái hiệu ứng nằm xuống á cây sao núp ở chỗ nào đó chẳng hạn. Mày yên tâm đi, giọng bo sắp bước lại rồi. Vương cài rốt bạn ơi, vương cài rốt. À, cũng là một ý. Cao Mui, đứng đây. Đánh Simi luôn rồi, Simi đang chạy ra, để mình đánh Simi. Đánh Cao Mui trước, đánh Cao Mui với lại là Sammy thôi. Tại hai người đã có điểm rồi. Ok, Simi nè. Đánh Cao Mui trước, đánh Cao Mui với lại là Sammy thôi. Tại hai người đã có điểm rồi. Rồi, Sammy win luôn rồi, Sammy win rồi. Ủa, Sammy out game mà. Hả? Out game, Sammy out game. Ủa, gì kì vậy? Sao Sammy out game, sao không vào lại? Gì kì vậy? Trời ơi, bị crash luôn. Trời ơi, ok bạn ơi. Yeah, thắng tiếp. Không, mày này là coi như là Sam không thắng nha. Tại vì Sam bị out game mà, cho nên bàn này sẽ quyết định là Simi sẽ là người thắng nha bạn. Ok. Yeah, thank you. Cái gì là cay phèn nhất, cay không có điểm. Cay phèn nhất, cay không có điểm. Cay đâu cần có điểm đâu, cay chỉ cần là thầy giáo bắt đi, cay đi bắt đầu mọi người là được rồi. Ok, rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đến với trận tiếp theo nha mọi người. Sammy nè. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Sam tính đánh Cao Mui nhưng mà tự nhiên cay ra chết thảm. Cay đen múa vòng vòng này cái chết. Rồi ok mấy bạn ơi, và người cuối cùng đi bắt không ai khác đó chính là Sammy. Rồi ok, Sammy biết là chắc chắn một điều là Sammy sẽ không bao giờ có điểm.
đâu à. Cái gì vậy? Gì mà chù người ta chù éo vô duyên vậy? Ừ. Trời ơi, okay. Này. Sam là không được chị nhanh đâu nha, Sam uống sữa vô. Được, không được chị nhanh. Uống sữa. Cho ly sữa, cho ly sữa không? Cho ly sữa cho ly. Em có ly sữa này đây, có mi. Sao? Ami. Cho này. Cho chị cái sữa gì mà mình mạnh đánh mà đánh được người em. Đó. Sữa gì mình mạnh. Rồi, mấy em chuẩn bị chưa? Thì gọi là body to back cái đầu mấy em nè. Thầy ơi, ok. Rồi. Quán cà phê nè, em hách thầy lên luôn á. Bây giờ là Sam đếm từ 1 đến 3 và bắt đầu nha. Rồi, 1, 2, 3. Chạy nè. Rồi, để coi học sinh nha, để coi học sinh. Ủa, em ơi, em sao vậy thầy? Bắt rồi, đó sao thầy em học sinh gì cầm kiếm vậy nha. Gì cày vậy? Đâu, em đang bán kiếm. Thầy ơi, có người lên nhà em thầy ơi. Không có bạn, mình đâu lên nhà bạn đâu, mình lên quán cà phê mà. Nhanh lên cày ơi, sao lên kìa. Nhanh lên. Nhanh lên. Tâm, mình đang lên đây, trời ơi. Hay quá, đỡ hay quá. Bắt cua đây để xem, trời. Chắc chắn là sao mà nhảy qua được. Trời. Ê, Phong ơi, Phong ơi, nhìn mình nè Phong. Vậy gì? Ui, leo bắt cua cây luôn rồi. Ui, leo cây luôn kìa. Ui, chạy. Thầy ơi, bà rồi mấy em ơi. Trời ơi, ông thầy này biết bắt cua bám tường luôn bạn ơi. Thầy là sai rồi. Rồi xong rồi, chết không rồi. Không bị kẹt ở trong nhà Sido rồi. Bám tường lên Phong ơi, bám tường lên. Nhà Sido xong rồi. Đâu, nhà Sido đã. Đâu, đập nhanh lên. Chạy. Trời ơi, không kịp mặt. Thầy ơi, em đang ngồi đây rồi thầy ơi. Nè nha, ai cho em đi vệ sinh trước mặt thầy. Hả? Em vô duyên vậy. Lên đi thầy, lên quỷ mãi đi thầy ơi. Người đi qua mình rất là nhiều lần nhưng mà mọi người không biết á. Thôi không quan tâm đâu chị. Không ai quen đâu. Giờ là chị thắng rồi. Bây giờ chị thắng rồi, không còn ý nghĩa gì nữa. Ok. Được rồi bạn ơi. Bây giờ mình nghĩ rằng video đến đây cũng đã rất là dài rồi. Và các bạn có thấy thích cái trò này hay không? Và các bạn có muốn mình sẽ tổ chức thêm những cái cuộc thi mini game nào đó khác nữa hay không? Hãy nhớ bình luận xuống bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Và anh em đừng quên là hãy để cho mình một like, một share, để nó subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình nha mọi người. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Tạm biệt. Bye bye. Bye bye. Ủa, Doraemon. Kairon. Kairon nè. Doraemon.